Dấu hiệu nhận biết hề giờ bờ răn trong thế giới màn cơ giác. Thứ ba, trong sinh tồn, nếu như các bạn thấy một cái cây chỉ một mình nó giữ đồng bằng màu mỡ và có tấm bảng trên đó có dòng trượt 666 thì chúc mừng bạn, bạn sẽ sớm gặp hề giờ bờ răn thôi, vì rất có thể nó sẽ ở xung quanh và quan sát bạn. Lúc này bạn không nên làm giống video này. Khi bạn đào xuống một bờ lắc, bạn đã dẫn đường cho hề giờ bờ răn đến tìm bạn. Hãy xem clip và hãy cảm nhận một cách chăm chú nhé. Nó dẫn bạn tới một con đường đầy đá đỏ và bạn hãy hối hận nếu như giống mình trên video.